cái muối này chấm lên, bấm lên như vậy là coi như làm sao đi nhé. Bây giờ vấn đề là ghi lại, nhớ là cái file ảnh này phải ghi lại, không có làm sao lại phải nắn lại mất nhé. Sang Adobe Server CSS ghi lại trong học này mình không đổi tên file mà để đổi đổi nắn mới lắm nhé. Đã nắn rồi không có để mình nhớ cái nào chưa nắn hết được chưa. Đấy là việc thứ nhất. Sau đó thì sang phần mai đem save setting, tức là ghi lại chạy. Tất nhiên là tốt nhất là em đặt mấy cái ví dụ như là grid, grid thì cả tải đi 50 mét đúng không, thì là 500 rồi, 5 mm là một cái. Muốn là grid ấn Ctrl B, tại vì grid đây mình xin đấy bỏ tắt không đi nha, pin để hết dạ, nhớ bỏ tắt không tắt không là công cụ vậy nó bắt đây sẽ được xuất hiện. Nhìn thấy mắt đây xuất hiện à, đúng bằng cứ 500 mét kiểm tra xem nhé. Còn mắt lưới thì lưới chạy đâu nhỉ? Đúng không? Dạ. Đúng. À, mắt này, mắt này. Chắc là đúng, đúng không? Nhưng lúc đầu thì mình có phải vào mắt lưới đâu? Không mắt lưới, nhưng với cái tọa độ kia thì nó chắc chắn nó phải rơi vào mắt lưới. Chẳng 50-100 thì phải chẳng. Đúng. Nên tóm lại sau khi mình đặt các cái thông số rồi nhớ là xây setting nhé. Đó. Theo sau đó bây giờ mình sẽ xây ghi lại sang tất cả những cái nhóm thông tin mà 7 nhóm thông tin một hình ấy. Nhóm cơ sở. Nhóm cơ sở mình ghi rồi đúng không? CS cơ sở. Rồi. Okay. CS à. Từ. Đây là địa hình. Đây là chỉ hè. Cơ sở. Đây là giao thông. Thế sau khi xây xong rồi bây giờ mình lần lượt sẽ sâu hóa từng những đối tượng. Bắt đầu ví dụ hôm nay mình sâu hóa phần địa hình và mở địa hình. Bảng thuộc tính là 500. File ảnh đã nắn rồi đúng không? Mình muốn gọi file ảnh đây thì mình vào gì? File open mở cái ảnh nhưng mà để là cái đã nắn rồi, không phải đây list tìm file gì file nắn đây. Ok open gần dạ, sau đó mình số hóa đường bình độ đó. Sau đó mình sẽ vào lớp dân cư, mình số hóa dân cư giao thông thì làm ví dụ thổ nhưỡng vẽ các quy hiệu ruộng lúa thì vẽ đây là các nét đường bờ lở của D mương mà cái này học hết rồi, đặt trùng vào đây không, chắc nhất không là trùng, mình chỉ vẽ cái đường vào đây đấy, vẽ chứ không phải là không phải trùng từng nét một thì đường mình tạo đường mà các em đã học tạo đường rồi đấy
Đây nha, ví dụ như cái đường địa hình thì nói rồi nhá, bờ lở Việt Nam chưa, rồi cái bờ cái đường ranh giới này làm được chưa, cái tròn này xong rồi đó, chăn cây lúa vào được chưa, trải lúa vào vùng được chưa, đó. Vẽ nhà được chưa đấy, bây giờ là vấn đề làm được. Đây ví dụ đây cái đường chỗ này khác, đường chỗ này thì khác, ranh giới Cỡ nhỏ. Bây giờ mình phải thiết kế vấn và đề kích thước là bao nhiêu thì cái chuyện của mình bao nhiêu. Bây giờ là bài tổng hợp lại toàn bộ những cái nội dung của phần mai làm sao trước là những cái chi tiết, và bây giờ phải làm thì nó mới sáng được. làm sao Sau hiểu thầy hỏi đấy, thầy hỏi thầy đấy chứ còn bây giờ bảo là ao đi, đây là ao, ao thì đánh đánh bà lở, nhìn thấy bà lở không, người ta là vẽ bằng tay chứ nó thế thôi. Ở đây không, thực ra là đến thời điểm này không phải vấn đề số hóa, không phải vẽ lại đâu, đo. Nhưng mà cái chuyện mà để vẽ những cái đường này, bờ ao chảy này là đương nhiên nó mới có thể. Thầy muốn là các em vừa học lại số hóa vừa biên tập được chưa? Thấy chưa được không? Hả? thì bây giờ vào phần địa hình thì chỉ sửa địa hình thôi. Địa hình thì vẽ với địa hình. Nhưng mà ví dụ sau này mỗi bản nó bị số hóa một phần thì sao À thế thì về sau là có cái lệnh